nhất. Thử ra đây rõ ràng đứng trước mắt tao. Yeah, trình độ thế nào tao cần tất. Ngoài cô gần ra thì đứa nào dám gắt gao. Yeah, ông này nhìn căng đấy solo có nhận không? Hỏi thêm câu này không biết có giận không? Nhìn Phong như chạy thẳng không biết có thật không? Nhưng nghe đến Phong cận đã thấy có phận không? Lại chơi văn cuồng như mấy thằng anti ngông. Giờ cô ngân khóc ròng vì khi cao bài hát cao hồng. Khi reaction thì cao khen Phong đẹp trai. Thì nghĩ thử xem liệu thằng Tâm chính là ai? Là youtuber hay streamer cứ ghé tới để xem Phong cận đây lập nên đế chế mới. Kaki đến đây cũng phải sợ tay gới. Phong cần đứng cao thế sao Kaki với tới. Kìa Phong đã không muốn hiện lên, thầy Phong lại thân mến hiện luôn. Thân là game thủ giám các hiệu luyện viên. Cẩn thận có ba đi là phải đem hiền viện luôn. À, riêng về kiến thức cần gì bị thi ai nhờ. Tôi là Hokage của làng Free Fire. Zero à, không chào anh sao cứ ngước mắt. Em muốn tươi cười hay là vẽ bức tranh từ nước mắt. Rikaki à, ông nếu tên tôi chi phí gác uy à. Ông tưởng tôi sợ không đi ra thi à. Thế thì ông còn non lắm Rikaki nha. Nếu như không tự tin thì ông lên đây gọi các thầy ông lên đi. Hay thầy ông chưa thì đã sợ tôi bắn nên mới đi ông lên. Thầy cô ngừng phải kinh hãi khi nhìn hải hưu bất tài. Vì đâu dùng tay bắt hổ khi cho cô ngừng cũng quay phải ô thất bại. Đừng có cà khỉ, ông phải biết lo đi. Sống cho cuộc đời này phải biết cho đi. Nhưng cho đi khổ nghiệp thì nghiệp quật nặng đấy. Lúc đấy thì Siro nó đổi thành sorry. À, nè Simi, thấy chị em mà sao không thả tim đi. Cùng tỉ thí công bằng như là phim đi. Nếu không dám nhận lời thì thôi em im đi. Yeah. Để tôi tiếp cô ngân hộ chị em xê ra. Mời chị hệ em bên năm đối với hệ em bên ba. Và những cái anti lộn bên chê ta. Ngày mai mình tốt lên ô cho em ghê nha. Bởi vì ta luôn nỗ lực vươn tới đỉnh cao. Khi ăn trâu rồi tốc độ ngày càng ảo kinh. Khả năng cực chiến thì chả ai dám bảo khinh. Xung thêm và bảo sinh phải ngang hà thảo linh. Cảm ơn chị mèo Simi. Chị cũng xinh đẹp mà không cần nghèo xem y. Em thì luôn là vua về nhìn. Nên solo chắc thua cả kèo Timmy. À bây giờ lại kiểu khiêm tốn mà ấy. Em bây giờ thì chị thêm thốn mà ấy. Nhưng nếu chị thắng thì không phải hoàn toàn may. Vì chị đã dương súng thì chị hết sắc ở toàn tay. Các chị em cứ đòi bình đẳng giới. Giờ nay em không nhường nữ để lập nên bình đẳng mới. Nếu cứ đi thẳng tay thì kiểu như chẳng cây. Nếu không nhiễm các cây ron để cho bình đẳng giới. Ui giời khẩu khí càng nói lại càng ngông. Xa súng ra trận xem thằng nào là đàn ông. Quăng một quả lụ có thằng bị tích len mây. Sao vào Việt Nam mà ta lại giết toàn tay. Caro thay cam hui cho chúng nó lên tủ đấy. Đám streamer dám so với game thủ ấy. Hàng ngày mày xua đến cứ ăn quên ngủ ngay. Thằng team hero phải chờ buổi đêm ngủ mấy. Trong game on top là team gaming u. Đăng lên YouTube là lên trending u. Mỗi lần so tài đều happy ending u. Dù là đấu game hay là đội streaming u. Toàn là người mới mà là chê pro. Kỹ năng như kiểu là bản demo. Trên đội như thế buộc lại quê cô. Thì đâu sẽ thấy form hero to hero. Nếu như buộc phải bye bye phải chọn một trong hai cô ngân và Free Fire. Đâu là phải ghép tốt tao cứ chọn cả hai. Thằng nào ép tao chọn dù đó có là ai thì cũng bị headshot. Các ông có gì hero cũng có thôi. Ít chứ gì hero cũng có đôi. Sammy và bóng cực đứng ở đây đó thôi. Các mập sắc thủ đây vừa nuốt xem có trôi. Đạn tao đầy bằng chứng minh mày có gan đi. Khi tao còn ở đây đứa nào dám động tới Sammy. Nếu mày không ngoan đi honey bị an nguy. Mày chẳng hề oan chi xứng đáng tới mã nang truy. Đúng là suy nghĩ của mấy thằng trẻ cô gái vào là hứng đơn ứng ra vẻ ngon. Bọn tao còn bọn cùng airport vui thế giới bán tay hơi đầu ra với mấy thằng đẻ non. Leader hero đâu đứng trong hang à. Tính là việc thì chắc trình độ cũng ngang à. Đã cầm gặp phải cấu một quả chất tôn à. Giá solo không hay lệ trước mắt cô đang nhỏ. Gấu to gấu khỏe để tao lấy mật. Gấu thì lao xuống nước gặp vịt chia sâu thấy tật. Gấu bắn như là lệ rơi chỉ luôn phế với giọng thật. Giải thế giới của gấu đi thi trở thành giải thế giới động vật. Cơ mưu túc trí vì vàng khắc dấu. Âm hồn bất tán còn tiền bạc gấu. Bao streamer được phải biết nghe thấy tên là phải khiếp. Hero tim tao một mãi mãi lời nguyện chuyển kiếp ha. Yeah, lời nguyện chuyển kiếp ha. 还在某场播带罗纳努阿等着 Hero Team 和 Streamer Free Fire。各位来拿来这次口沫出得上去给我们明爱的空啊。新小 Hero Team, 新小 God Streamer。Minh Anh được biết thì đây là lần đầu tiên mà Hero Team kết hợp cùng với Free Fire. Vậy thì không biết là đối với Mr. V, bạn cảm nhận như thế nào về không khí cũng như là quy mô của mùa giải lần này? Lời đầu tiên cho phép vì xin thay mặt các bạn cho streamer cũng như các bạn trong Hero Team gửi lời chào đến các vị khán giả có mặt trong trường quay cũng như là các vị khán giả đang xem phát sóng trực tiếp của Ghana Free Fire một lời chúc sức khỏe và một lời chào trân trọng nhất ạ. Vâng, và hôm nay có thể nói là một ngày rất là may mắn với Hero Team khi bọn mình đã được Ghana Free Fire mời đến tham dự giải đấu Yomos đấu sườn sinh tồn mùa xuân năm 2021. Đây có lẽ là một giải đấu lớn nhất, một sự kỳ vọng lớn nhất của những người đam mê Free Fire như chúng ta, của cả một quốc gia. Tất cả mọi người đều mong chờ ngày này. Và mình hy vọng rằng các bạn đang ở trong trường quay hôm nay cũng như các bạn nào đang theo dõi trên màn ảnh nhỏ ở nhà, chúng ta hãy gửi đến đây mỗi người một cái đốm lửa nhỏ để chúng ta cùng nhau ủng hộ cho các đội tuyển ngày hôm nay thi đấu tốt nhất có thể. Và bên cạnh đó chúng ta cùng chung tay đốt lên ngọn lửa đam mê chung của chúng ta, ngọn lửa Free Fire.
Thực là một chàng trai rất dễ thương. Xin được cảm ơn những chia sẻ đến từ Mr. Vịt. Vậy còn đối với Simi thì sao? Lần đầu tiên đối đầu với cô Ngân thì bạn cảm thấy thế nào? Dạ vâng, thì lần đầu tiên em xin gửi tất cả mọi người một chào trân trọng nhất và gọi là tới với gọi là giải đấu vô mốt đấu trường sinh tồn mùa xuân 2021 ạ. Thì cảm xúc của em hiện tại thì khá là rung và cũng hơi hồi hộp, bởi vì đây cũng là lần đầu tiên của em gọi là đối mặt với cô Ngân. Nhưng mà thực ra thì một chút thì em có một chút tự tin, đó là bởi vì là có mọi người xung quanh em nên em cũng đỡ lo. Và hiện tại thì em cảm giác là tuyệt vời và vô mốt. Một cô gái rất là tự tin. Vậy còn đối với cô Ngân thì sao ạ? Minh Anh được biết thì đây là lần đầu tiên mà bạn xuất hiện trên sân khấu của Free Fire. Và ở lần này thì khác một chút là bạn chung sân khấu cùng với Hero Team. Thì không biết là cảm xúc của bạn lúc này như thế nào? Đối với em đây là lần thứ hai mà mình đứng trên sân khấu này. Nhưng mà cảm giác lúc này thì cũng giống như mấy lần khác. Nhưng mà để chuẩn bị cho buổi biểu diễn hôm nay thì team của bọn em đã cùng tập luyện vui vẻ với nhau. Mong là mọi người sẽ đón nhận buổi biểu diễn này. Chắc chắn rồi ạ, Minh Anh tin rằng là ở dưới kia còn có rất là nhiều fan của cô Ngân nữa. Fan của cô Ngân đâu rồi ạ? Vâng, và đó là những chia sẻ đến từ cô Ngân. Còn đối với bác Gấu thì sao ạ? Một người anh lớn và là người dẫn dắt trung đoàn Free Fire, thì không biết là anh và team đã chuẩn bị những gì cho vòng chung kết lần này rồi ạ? Vâng, lần đầu tiên cho mình xin cảm ơn nhà tài trợ Zomod và nhà phát hành game Ghana Free Fire Việt Nam ạ. Trung đoàn Free Fire Việt Nam của chúng tôi tới đây ngày hôm nay sẽ bỏ hết tinh thần nhiệt huyết của tuổi trẻ, ngọn lửa đam mê, sẽ cống hiến cho toàn bộ khán giả một trận đấu hấp dẫn nhất có thể ạ. Rất khí thế và mạnh mẽ ạ. Xin cảm ơn những chia sẻ đến từ bác Gấu. Và cuối cùng thì Minh Anh rất là muốn được chia sẻ với các bạn TV ạ. Ngay lúc này, trước khi mà đến với những trận đấu quyết định, thì bạn có điều gì muốn nhắn nhủ hay là chia sẻ đến với team của mình là God of Group hay không ạ? Cảm ơn câu hỏi của chị Minh Anh. Cùng với đó là cảm ơn nhà phát hành Garena, cùng với nhà đầu tư Zomod đã tạo ra một sân chơi thú vị như thế này cho tất cả chúng ta. Và đối với câu hỏi chị Minh Anh thì God of Group ơi! Mọi người ạ, chúng ta đã cùng nhau vượt qua rất là nhiều khó khăn rồi, thăng trầm rồi. Ngày hôm nay, đại diện cho toàn bộ God of Group, và anh mong muốn rằng mọi người hãy cùng nhau bưng chiếc cúp vô địch về cho gia đình nhà mình nhá! Yeah, và Minh Anh tin rằng là không chỉ riêng God of Group đâu, mà Minh Anh cũng mong rằng là toàn bộ tất cả 11 đội tuyển còn lại cũng sẽ cố gắng và cống hiến hết mình để mang đến cho chúng ta những màn giao tranh mãn nhãn nhất. Và một lần nữa thì xin được cảm ơn tất cả các bạn vì đã đem đến một không khí bùng cháy và cực kỳ ấn tượng dành cho tất cả các bạn khán giả đang theo dõi chương trình. Và chúc cho các bạn sẽ ngày càng thành công hơn nữa trên con đường của mình nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Và các bạn khán giả ơi, các bạn đã sẵn sàng để đến với những trận đấu đầu tiên trong buổi tối ngày hôm nay chưa? Ngay bây giờ xin được chào mừng tất cả các bạn đã đến với vòng chung kết của Yomos Đấu trường sinh tồn mùa xuân 2021. Ấn đăng ký và bật nút chuông thông báo cho huyền thoại sinh tồn Free Fire Esports để cập nhật những thông tin thú vị và hòa mình vào những trận đấu đỉnh cao.